Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 10 tháng 3 thì bữa nay em về được 1 2 3 4 tổ than cây lớn và một tổ than đất. Thì tổ than đất đây nè mọi người, thì có 5 bé ha, thì có 4 chim trống và một chim mái, thì anh em nào mà lấy nguyên một tổ thì em sẽ tặng cho chim mái nha. Đó, mua 5 bé tặng một bé, tính tiền 4 bé. Giá là 200k một than đất trống ha. Thì than đất trống, than non này, than đất đất trống non á thì em có thể em xé lẻ ra được ha. Còn than cây nè, than cây tổ này có 4 bé nè. Giá là 350k một bé, không xé lẻ nha mọi người nha, nguyên một tổ không xé lẻ. Rồi bên này tổ này có 3 bé nè. Cũng 350k ha. Tổ này có 2 bé ha. Và tổ này có 4 bé. Đó, thì bữa nay là chỉ có 4 tổ than lớn và một tổ than đất non. Rồi, tất cả những cái dòng chim than cây, than nhỏ như thế này nè, than non á thì em không xé lẻ nha, em bán nguyên một tổ nha mọi người nha. Đó, còn than đất non thì hồi nãy em cũng có nói rồi ha, cứ 200k một bé. Đó, bao trống trọn đời luôn. Rồi bây giờ tới review chè than, chè lửa cho các anh cùng xem. Ok mọi người, thì hôm nay là ngày 10 tháng 5, thì kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều sức khỏe cũng như là gặp được nhiều sự may mắn trong cái ngày mới. Thì bữa nay em có tổng cộng là 13 chè lửa bổi đẹp. Chè lửa bổi đẹp ha, giá là 240k một bé. Đó, không đo đuôi, đuôi nó từ 10 17 trở 17.5 hay là gần 18 gì đó trở lại thôi chứ không có dài ha, không đo đuôi, có nghĩa là đuôi không dài, không đo đuôi. Đây hai bé nè. Đây là để em đếm nè. Đây ô số 2 ha. Số 2 nè. Bên này là số 3 nè. Rồi bên này số 4 nè. Rồi bên này số 5 ha. Và bên này số 6 nè. Rồi số 7 không có ha. Đây số 8 nè. Tất cả chim này là chim mới từ rừng về ha, chưa qua cám và không có cái gì đó chưa qua cám. Và cái thứ hai nữa là em bán ở đây em bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho các anh ha, chim có vấn đề về mắt hay về móng về chân gì đó thì coi như là đổi trả hoàn toàn miễn phí, không có vấn đề gì hết ha. Đó, bảo hành tất cả các cái lỗi ví dụ như là mắt móng mỏ đó, đuôi đủ hết ha. Rồi bên này số 10 nè. Ồ, số 10 là cánh bạc, chơi lửa chống số 10 này cánh bạc nè. Rồi bên này số 11 nè. Rồi bên này số 12. Số 12 thì đang ngồi ăn sâu. Ấy lộn, xin lỗi, đang đứng ăn sâu chứ không đang ngồi. Ngồi giống như đàn bà quá. Đang đứng ăn sâu. Rồi bên này số 13 nè. Đó, đều đồng giá là 240k nha mọi người nha. Đó, anh em nào ở tỉnh đó, nếu mà mua mua 2 hoặc 3 bé trở lên giúp em ha. Chứ mà mua một bé thì chịu khó thanh toán tiền xe ôm lại giúp em. Tại vì một bé chọi lựa này có 240k thôi, mà trong khi đó tiền xe ôm mà em ship ra các cái nhà xe, các cái bến xe thì nó tầm khoảng chừng 60, 70, 90 đó. Cho nên nếu mà anh em nào mua một bé thì chịu khó thanh toán tiền xe ôm giúp em. Rồi, đó. Đây số 15 đó là bé cuối cùng chọi lựa bổi đuôi ngắn ha. Bây giờ qua bên này nè. Qua bên này hàng đẹp không nha. Đây. Than bổi ha. Than bổi giá là 350k, cũng là chim mới, bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho các anh ha. Than bổi trống đây, móng chân đều rất là ok ha, bấu bám rất là ok. Rồi đây là than bổi số 1 ha. Đây than bổi số 2 nè. Bữa nay cũng khá nhiều chim cho nên là review ấy lộn, xin lỗi, ra chim trước rồi review cho nó nhanh ha. Đây là than bổi số 3 ha. Tất cả những cái dòng chim này là chim này là bên Đắk Nông ha, em trai em mới gửi cho em. Đây than bổi thứ tư ha. Đó, thấy kế điện thoại vô cái đứng quay quay giống như biểu diễn thời trang vậy. Rồi bên này là than bổi số 5 ha. Bữa nay là mẫu chim phải nói là to dài không à. Đây là số 5 ha, than bổi số 5. Đó thì có 5 than bổi trống ha. Rồi than mái chuyền nè. Than mái chuyền thì giá là 250k ha, có đúng một bé thôi. Rồi bên này là mái bổi nè. Mái bổi thì giá là 200k nha. Đó, do là mùa này nó đang vô cái mùa sinh sản cho nên nhiều anh em người ta không có bắt chim mái. Nhưng mà lỡ lỡ dính lụp thì anh em lấy luôn đó, cho nên cái giá nó cũng tương đối cao ha, chứ bình thường giá mấy chim mái này em bán rẻ lắm, do là bữa nay nó hiếm, nó đang trong mùa sinh sản cho nên là không có người bán, ấy lộn xin lỗi, không có người bắt đó.
mà người ta lỡ bắt rồi em cũng lỡ bán luôn. Rồi bên này là than truyền chống ha, ô số 8 nè, rất to ha. Than truyền chống ô số 8. Đó, xè. Mới nói cái xè. Bên này than truyền chống ô số 9 ha. À quên, than truyền chống giá là 450k nha mọi người nha. Đây ô số 9 ha. Bé này thì ca sĩ rồi nè, khỏi phải chê rồi. Rồi bên này là ô số 10 ha, truyền chống số 10. Đó, nguyên cái bài này sao bự, bé nào cũng bự hết nè, truyền chống bé nào cũng bự hết. Đây là số 11 ha. Đó, số 11 nè. Cái bé số 8 này xè dữ, xè giống như đàn bà vậy. Rồi bên này số 12 mặt rất là gấu ha. Rồi, số 12 mặt rất là gấu. Rồi, để em coi coi em điểm danh lại coi. Có 5 than truyền chống ha. Tổng cộng 5 than bội, 5 than bội. 5 than bội chống giá là 350k một bé ha. Than truyền mái một một bé giá là 250k. Than mái bội một bé giá là 200k. Than truyền chống 450k có 5 bé. Rồi bây giờ tới review chè lửa đuôi dài ha mọi người ha. Bé đầu tiên đuôi tôm đẹp, đuôi 18.7 mini, giá là 500k ha. Đuôi tôm đó. Đẹp lắm luôn nha. Đó, đuôi tôm ha. Đẹp ha. Đó, tôm tôm rồi ha, bữa nay tôm tôm rồi ha. Đây chuồng số 1 ha. 18.7 mini, tôm nhẹ, giá là 500k. Bên này đuôi 18.7 luôn nhưng mà bản lớn. Đó, giá là 500k luôn. Bé này không có tôm nha. Đó, cái bé hồi nãy là tôm nhẹ, bé này thì bản lớn thì lại không có tôm. Đó, mỗi một bé như vậy thì nó có đều một cái đặc điểm nó khác nhau. Không có cái con chim nào nó giống con chim nào hết. Nó đều có cái đặc điểm khác nhau hoàn toàn hết. Đây đuôi 18 tôm nhẹ ha, giá là 400k. 18. 18 nha mọi người, 18 tôm nhẹ, 18. Đó, đẹp chưa? Thấy em kê điện thoại lên đây cái chạy lại gần điện thoại đứng ngó liền nè. Đó là chuồng số 3 ha. Bên này là chuồng số 4 đuôi 18.7 tôm đẹp, giá cũng chỉ có 500k thôi, nó có cái ba gem á, gọi là cái ba gem ra, à, giá rồi ha mọi người ha. Đó, 18 năm 18.7 trở lên nó đều là 500k, còn nếu mà từ 18 năm mà trở xuống thì giá nó chỉ có 450k hoặc là 400k thôi ha. Đây là chuồng số 4 18.7 rất là dạng. Đây. Đó. Tôm đẹp luôn á, nhưng mà do là đang nằm ở đây nè, nó đứng chỗ mình không có nhìn thấy được ha. Đó, mới nói 18 năm có 18 năm liền nè. Chuồng số 5 18.5 giá là 450k, nết rất là lăng xăng ha. Đây. Lăng xăng như con lăng quăng luôn. Có một bé đuôi 18.5 tôm nhẹ luôn nè. Bữa nay coi như là toàn là tôm rồi nhẹ 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 thôi ha. Đó. Dáng đẹp luôn ha. Rồi chuồng số 5 ha. Bên này chuồng số 6 nè. Chuồng số 6 là đuôi 18.5 luôn nha. Cũng là 450k. Wow, bé này đứng trên đây ngon chưa? Đứng đây ngon lành chưa? Để em zoom lại cho các anh xem cái mặt của nó nha. Em canh canh. Đó, em canh zoom lại cho các anh xem ha. Đó, mặt mũi mỏ miếc đẹp lắm luôn nha. Rồi đây là chuồng số 6 nha mọi người nha. Đây chuồng số 6 này, giá là 450k. Wow. Bây giờ tới ở dưới này nhiều tiền nè mọi người. Đó, bữa nay chuẩn bị lại đi đám nữa nè. Đó, đây là chuồng số 7 nha. Chuồng số 7 chè lửa mái đuôi 13.3 giá là 600k. Đó, đuôi tôm bé. Chè lửa mái này đuôi tôm nha mọi người nha. Rất là tơ chim nè, chim mùa này luôn. Đuôi 13.3, đó rất đẹp ha. Kế điện thoại vô đứng tạch lên. Đó, bảo hành mắt móc mỏ tay chân cho các anh luôn nha. Chuồng số 7 nha mọi người nha. Rồi bên này chuồng số 8 nè. Hôm nay chỉ có mỗi một bé này đuôi dài thôi. Chuồng số 8 đuôi 20 mini, đuôi tôm nhẹ ha. Giá là 1,3 triệu. Đó, mini tôm nhẹ rất đẹp luôn nè. Rồi sao bữa nay nó cứ tối tối vậy ta? Hay là do cái điện thoại nó không có lấy nét được? À, được rồi. Đó, đuôi 20 mũi rất là thông ha mọi người ha. Đó, các anh đang nhìn nè. Mũi rất là thông nè. Để em quay, cái đuôi nó đang gác lên trên kia rồi. Đó, mũi thông đẹp luôn nha. Đuôi 20 mini tôm nhẹ giá là 1,3 triệu nha mọi người nha. Đó, cái móng sau nó trắng đã chưa. Đó. Rồi bên này là chuồng số 9 nè, mái 13.5. 13.5 giá là 800k ha. Đó, chuyện lửa mái bữa nay nó mắc lắm mọi người. Do là thứ nhất là đuôi dài, cái thứ hai nữa là mùa này nó hiếm chim mái. Đó, cho nên nó mắc. 13.5 nha mọi người nha. Đó, rất là đẹp luôn. Ok mọi người, đã review xong xuôi hết chim rồi, để em đếm coi xem tổng cộng bữa nay là có bao nhiêu. 13 chè lửa chống bội nè.
8 choe lửa chống đuôi, ấy lộn xin lỗi, 9 choe lửa chống đuôi dài là 22, 22 với 12 choe than là 24. À quên, có choe lửa bông nữa. Có choe lửa bông nữa nè, quên. Choe lửa bông thì giá có 26 triệu thôi nha mọi người nha. Giá bèo lắm. À, chim này chắc em để em nuôi rồi chứ hiếm có anh đại gia nào hốt cái này lắm. Do là lông đuôi đang ra nè, bữa em có review chơi chơi rồi. Lông đuôi đang ra, lông cánh đang ra nữa nè. Và giá rẻ lắm, có 26 triệu dành cho đại gia nha, chứ không phải dành cho học sinh với sinh viên đâu nha. Đó. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo vào ngày mai. Anh em nhớ tặng cho em một like, sau đó bình luận, rồi chọn giúp em ba cái số ngẫu nhiên của đài, ba cái số ngẫu nhiên của sổ số giải đặc biệt đài chính chiều nay. Hôm nay là thứ ba thì em cũng không biết đại chính là đề gì nữa, nhưng mà để chút xíu em coi nha. Sổ số rồi em sẽ ghim cái bình luận của em ở trên đó là hôm nay là đại chính là đại gì ha. Thì anh em cứ chọn giúp em ba cái số ngẫu nhiên của giải đặc biệt đó, kết thúc vào lúc 16:30 chiều nay. Thì anh em nào có bình luận sai thì bình luận tiếp, đừng có xóa đi ha, đừng có chỉnh sửa gì hết. Bình luận sai bình luận lại, đừng có chỉnh sửa, đừng có xóa, xóa đi nó không có hiện lên đâu. Ấy lộn, chỉnh sửa nó không có hiện lên đâu, nó bị ẩn đi á. Nhưng mà cái quan trọng là wow, lửa bổi nè. Lửa bổi có bé, hai bé nào mới hot nè. Để em xem coi hai bé nào mới hot nè. Đó, thấy không? Mấy anh thấy không? Mấy anh nghe không? 13 bé mà em không để ra được bé nào hết. Rồi ok, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại. Nhớ tặng cho em một like, sau đó bình luận nha mọi người nha. Thì cái giải thưởng hôm nay là chòe lửa đuôi 18.5 nha. Một bé chòe lửa đuôi 18.5. Anh em nào mà có trúng giải nhớ bình luận xong ghi lại 4 số điện thoại của các anh luôn ha. Rồi nếu mà có trúng giải, chiều nay có dò vé số thì có trúng giải thì nhớ nhắn tin lại giúp em ha, địa chỉ, thông tin địa chỉ đó, thì em sẽ đặt xe ôm hoặc là em sẽ gửi xe ra các cái nhà xe nào đó gần nơi các anh ha. Thì anh em nhận chim thôi, trả tiền xe thôi, còn tiền chim thì không phải trả ha. Đó, miễn phí tiền chim hoàn toàn 100% luôn, chỉ có trả tiền xe thôi nha mọi người nha. Đó. Rồi, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại.